Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. À là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Đừng có gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Mời nhà trai. Rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. À. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán đó thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên đó thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba cũng về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn là vậy á. À, đó là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Yeah. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quyền Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Đó là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nhỏ nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà 3-4 giờ sáng mà dậy là em thấy hơi mệt mệt ạ. À. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quyền Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm, với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ vâng, làm vậy ta với đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình xong rồi người ta đi tập thể dục xung quanh bờ sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, nó tự nhiên cái duyên nó đến. À, thuốc mà có duyên đó. Thuốc mà có duyên đó nha. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kìm được, em hút điếu thuốc lào em nhớ lắm. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lân lân, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lân lân mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái, điểm mạnh của mình á thì ít chứ cũng không có nhiều, nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và mình không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán, còn cứ được, còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bay mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ dạ. Xô sông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ơi trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi anh. Dạ, em đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Từ tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên, hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn, không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Rồi hỏi sao vậy, nói Đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa lại bị cưới, thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân để chơi, thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này, thế là thấy cua luôn, dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018 là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh, hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, hả? Vâng. Không có căng thẳng, không cãi nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói, đó là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau chứ. Không, đừng ông Mai là không. Dạ em chào anh. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó, nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mà là do duyên thôi, để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng đi, đừng có gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh Tình là trong câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần đó. Bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa thì lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao biết hát nữa, thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu đó. Vậy là lỗi do anh để cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy dính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ phải. Tao nhận ra cái lỗi. Người ta biết võ vậy tao biết hát à? Không biết hát được không anh? Dạ dạ. Hát được hết chưa? Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi, bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chị cũng là học chung cao học với ảnh, thành ra là lúc mà em biết vậy xong á thì em chủ động em chia tay. Rút lui luôn. Dạ rút lui luôn. Vì với em á thì mình mà đã thành option thì em sẽ không là lựa chọn người khác, mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ lúc mà mình còn trẻ. Dạ. Nói chung là cũng đau khổ lắm, tại vì tình đầu mà, nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai á thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên không ấy thì em nghĩ là lựa chọn cái gia đình, tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ. Một con người siêu lận đận luôn anh Quyền Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy. Biển Tình. Dạ. Mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2, 3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Đó, bây giờ Nga hát cho con sao nè. Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng gì luôn, tiếng gì cũng được. Dạ, tại em cho anh ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quyền Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my words. No, but... Oh, em... Ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần mét 7. Đó là... Được chị. Được. Ok Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá một mình, người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm người ta say, người ta mê, người ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tình? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tình. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat net trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. Nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí, không mập mập, ốm đó đúng không anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Thôi, tóc thì không quan trọng, cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá, không biết có dễ ăn không nha. Mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay anh Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? Một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Ôi chào Nga. Dạ chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. Xuyên đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng kỷ niệm anh. Dạ. Cảm ơn em. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Em nói là ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ. Là em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó. Dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không anh? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng mà miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao? Anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây là anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi ảnh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại, anh xin lỗi đó, em chưa nghe. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh thì bây giờ con cũng lớn rồi, em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Quan trọng là anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh, ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô, đây có trà khô. Không, thuốc lào thì anh cứ thật là anh mới biết hút đây à. Tức là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha, bỏ được không, nhắm bỏ được không, chưa ghiền đâu, mới hút rồi mới thử. Hứa bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được, anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là cái gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn? Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm với hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Anh cái gì cũng ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh, đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, mỗi năm rồi. Sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được như thế nào, hứa đi. Đây là em đâu có đẻ được. Không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái hoặc con trai được, không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Giờ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè? Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Nhất là nổ đó. Nhất là nổ đó. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết võ đúng không? Thì ra thử múa về được anh. Thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né rồi ông. Tại vì chân mặc quần này không đá được. Thử tới đâu không đá được. Tới đâu? Đó, hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ, hít đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe khoắn. Good luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà rảnh mông này dễ dữ mà. Ủa, kỳ vậy? Rồi, đưa là khỏe rồi. Được rồi, khỏe rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Được không? Rồi, ok. Ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Nhà to, sợ ma, ở con mình. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á anh. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm là nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà, thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. Nhưng mà máy, thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nó nổ đô đai tí. Là gì? Thì đó, thì lâu lâu là làm nóng máy em đó. Thử một mình thôi. Thử mình, đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Ngọc Lan này, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Sao? Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm ăn, nấu cơm cho ăn luôn. Ai có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Ồ, good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà luộc đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà tái chanh hả? Ừ, đấy. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem. Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi. Sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan. Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật, thì có sao nói vậy. Hy vọng là con cũng có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Tôi thấy thế này rồi bà mối. Đàn trai tôi chịu, đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm, giờ đây không bấm là tôi bấm. Đây không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội, thấy hợp nhau thì... Dạ về thẳng nhà anh nấu cơm giùm anh. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, bằng mọi giá tình nha. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Rồi cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha. Dạy nhà anh đi. Ui đâu à? Ui đâu à? Thấy sao ơi vị? Dễ thương quá. Trời ơi thấy chưa? Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật thì hôm nay anh cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào đó? Chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tính tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy chắc à. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên bên kia và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Vũ Văn Vị. Cái này em trước đây em cũng hỏi ba mẹ. Thì ba mẹ chỉ có chia sẻ là ngày xưa thì ba mẹ cũng làm ăn cũng gặp khó khăn nhiều. Thì lúc đó em sinh ra đời thì ông nội mới đặt tên là Vị. Thì để mong muốn để làm ăn suôn sẻ hơn, có được địa vị hơn và vị hơn trong xã hội. Có địa vị, địa vị hơn ha. Dạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 90. Ủa Vị, Vị làm công việc gì Vị? Dạ em hiện tại em đang làm quản lý cho một công ty ở bên lập trình. Phần mềm à? Phần mềm đó hả? Dạ. Làm ở đâu quận mấy? Dạ, em làm ở công ty em ở bên thành phố Thủ Đức. Mời nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán thì ở Vĩnh Long. Em làm gì thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, con đang làm nghề nail với mi á. Bữa nào chú qua chú nói mi nha con. Dạ ok luôn. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Vị. Dạ, ưu điểm của em đó là em không hút thuốc. Không nhậu nhẹt. Thì thực ra thì em cũng uống được bia rượu nhưng mà em rất hạn chế, có khả năng kiểm soát được cảm xúc. Tốt. Điểm yếu của em đó là trầm tính mà hơi ít nói, với lại em không có năng khiếu về bên nghệ thuật như là ca hát, nhảy múa. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là vui vẻ, em cũng hay cười, tuy cười xấu mà vẫn hay cười. Còn ai nói em cười xấu nói chị nghe. tại cái hàm răng em nó xấu. Không, chị là ai mà nói em cười xấu là nói chị dẫn chị tới, mốt chị sẽ chỉnh người ta lại liền. Còn khuyết điểm của con là hay hung dữ, thiếu cọc nữa. Hay hung dữ, cái mặt nó hung dữ liền á. Cọc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Với hay quát nữa. Con nóng là con quýnh ai chưa? Dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không. Con quát làm sao? Con quát thử nghe tiếng thưa coi. Anh im đi, anh im đi. Ác ghê không? Nhìn ác không? Đâu có lớn gì lắm đâu. Thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó. Được tình duyên của nhà trai thế nào? Thì em có một mối tình cách đây hơn 3 năm rồi. Lúc mối tình đó thì em quen trong vòng 8 tháng. Cái lý do chia tay đó là do cái thời điểm đó, lúc đó là em cũng muốn giới thiệu với gia đình hai bên. Nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy không mong muốn. Bạn ấy tìm cách giống như không muốn giới thiệu ấy. Thì em mới thấy được không ổn nên em mới chủ động chia tay. Lâu chưa? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Mời nhà gái. Con cũng có một mối tình. Nhưng mà mối tình là chỉ kéo dài được có 1 năm thôi. Là do khoảng cách địa lý nên là hai đứa con chia tay với nhau. Là cũng 5 năm rồi. Khoảng cách địa lý xa không? Lúc trước con có đi học tiếng Nhật á, thì con có quen ảnh. Sau đó con đi Nhật thì kéo dài được có 1 năm thôi là bắt đầu chia tay. Rồi, muốn mối tình mới sao? Chung thủy nè. Biết quan tâm người khác, quan tâm cảm xúc, vui vẻ, hòa đồng. Con nghĩ là như đó là chắc cũng được. Cô qua cô coi coi bên đây có vui vẻ được gì. Vui, vui. Chào em. Em thì em thấy vui rồi đó, em vui. Nhưng mà tính em hơi trầm thôi. Vui mà tính hơi trầm là sao? Chưa hiểu khúc này nha. Trầm nhưng mà trầm vui. Trầm vui là trầm vui sao? Nhìn cái mặt trầm trầm. Mày cái bụng là vui dữ lắm á hả? Thì thật đó là do cái môi trường làm việc của em thôi. Thì nên tiếng của em nó cũng trầm để em quản lý mà. Khi mà đi lên đây là mình có chuẩn bị cái vấn đề là mình có cái sự quan tâm tới người khác không? À, có, em có quà để thể hiện luôn hả? Dạ. Tôi đáp với em nha. Qua nhà gái thăm nhà gái xưa. Trời ơi, con gái đi Nhật về đây đó hả? Trời ơi, nhỏ nhắn dễ thương ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Ghét nhất là thuốc. Vậy em không hút thuốc? Không hút thuốc. Rồi. Ghét lăng nhăng. Lăng nhăng này không có rồi đó. Có lăng nhăng không? Dễ gì dám nói ở trên này. Còn không ghét gì nữa không? Với lại vô duyên. Không, bên đây có duyên nha. Bên đây có duyên lắm, dễ thương lắm. Còn gì nữa không? Chắc con thấy hết rồi đó. Cô gái rất là lanh lợi. Dạ. Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì nói chuyện kiểu cởi mở thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Thì cái đó thì em thấy cũng bình thường. Nếu mà đó là công việc thì nó là bình thường. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích người phụ nữ mà nói chuyện cộc lốc, không có đầu đuôi. Cô kia không có cộc lốc, cô kia nói chuyện rất là thông minh đó nha. Dạ. Hôm nay đi với ai? Ba em và em trai của em. À rồi, xin chào nhà trai. Xin chào hai MC và cùng các quý vị khách có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Vũ Văn Vị, dâu tương lai của mình á. Nhà gái coi thấy sao? Tôi đánh giá thì cái điểm này là điểm cao rồi. Thế thì coi là cũng gia đình cũng mong muốn là các con cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn bác. Yên tâm ha, vui ha. Dạ. Được nhận xét, được đánh giá rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của bên nhà gái nè, em đi với ai? Dạ, em đi với thằng em của em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào chú. Dạ, con là em trai của chị Duyên. Anh bên này sáng, đẹp trai, công việc ổn định. Em chỉ đóng góp cho chị một phần nào đó thôi. Còn phần còn lại là do chị quyết định. Mời em nha. Chị con có khó không? Dạ không, chị con phóng khoáng lắm. Cọc một tí. Cọc không? Dạ, thêm tính cách mạnh mẽ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuyện còn lại là của Vị, của Duyên đó nha. Có món quà muốn tặng cho em á. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Ok. Thì mong muốn của anh là nếu mà chúng ta có cơ hội để được đến với nhau á, dạ, thì anh mong muốn là mình sẽ là duy nhất của nhau. Dạ. Anh có mong đây cũng lì xì Tết của bên chương trình tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà. Ok, cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Dạ. Có muốn đứng gần nhau để nhìn nhau thêm một tí hay không? À, chắc có đó, em thì chắc có rồi đó. Rồi lại. Khi nhìn em á, thì anh thấy em xinh hơn anh tưởng tượng á. Em thì nhìn anh thì anh thấy cao là ok rồi đó. Em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. À, vậy sau chương trình này có gì mình đi du lịch với nhau đi. Dạ. Đâu giờ Duyên thử. Duyên nói cọc lên. Anh đi về nhà anh đi. Về nhà anh đi. Trời. Giờ hết ga thử coi. Về nhà anh đi. Ui đâu à. Ui đâu à. Thấy sao ơi vị. Dễ thương quá. Trời ơi thấy chưa. Thấy chưa, nó la dễ thương mà. Em có muốn gì mới hỏi anh không? Em là anh thấy em như thế nào? Thì hôm nay anh cũng nói rồi đó. Thì khi mà anh nhìn em thì anh đã thấy em xinh hơn cái tưởng tượng của anh rồi. Ngoài cái xinh ra thì anh thấy cách nói chuyện của em như thế nào? Em cũng tự tin, dễ thương nè. Tuy kêu là khó tính ấy, nhưng mà anh thấy là cái nói chuyện, cái biểu cảm khuôn mặt ấy rất là dễ thương. Dạ. Hồi trong tuần thì anh rảnh chạy qua thôi. Dạ. Em ở đây thì chỉ có mỗi em với em trai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bình thường thì em khi nào em có về quê thăm ba mẹ? Dạ, hiện tại là bây giờ là em đang ở dưới quê. Cái học viện của em á, thì giờ đang nghỉ dịch. Quê là ở đâu? Dạ, quê em ở Vĩnh Long lận á, xa lắm á. Nếu chi tiết hơn thì chắc khi nào có gì em giới thiệu anh về đó, dẫn anh về đó luôn. Dạ. Bao giờ anh mới về đó? Thì em mời đi thì anh về thôi. Vậy em mời liền nhé. Không có xa đâu, khoảng 140, 150 cây thôi. 135 cây. Trời, chính xác luôn. Tại vì em hay đi xe máy về quê á. Đi xe máy về luôn ha? Dạ. Cái này anh chở. Cái gì anh chở có được tài xế là em ok rồi, chứ tay lái em tay lên lụa lắm. Mình khi mà yêu nhau thì mình nên chia sẻ với nhau về những cái công việc hàng ngày. Rồi có những cái khó khăn gì mình nên chia sẻ với nhau. Rồi hay là có những cái bí mật thì nếu em muốn chia sẻ thì cũng rất là anh sẵn sàng nghe. Có thể đưa ra những cái ý kiến để góp ý cho em. Em thì cũng rất thích là đối phương chia sẻ với em nữa. Những việc khó khăn hay là những việc vui vẻ gì cũng muốn chia sẻ với em. Anh có sợ là người vợ hay là một người bạn gái mà dở không? Dở ẹt luôn á. Dở ẹt là sao? Là như là không, như là em nấu ăn cũng vụng về nè, việc nhà cũng vụng về nè, không có được đảm đang. Không sao, em nấu ăn thì anh biết, nhưng mà anh nấu không ngon thôi, ăn được. Em sợ là ăn nhiều cái cũng không được lắm nha. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa đó. Không, cái đó thì không lo đâu, anh bật cho. Trời ơi trời. Tới công chuyện thiệt. Ở nào cũng chịu chứ á. Lấy vợ về ở đâu? Em có tính chưa? Em thì muốn ra ở riêng. Để em sẽ ra ở riêng luôn, chứ không cần vợ phải về làm dâu. Còn em có muốn làm dâu không? Dạ không. Thật ra nhà anh dễ lắm. Ba mẹ không bắt phải làm dâu. Anh hiện tại thì anh vẫn đang ở với ba mẹ, tại vì có mình anh thôi. Còn em trai anh thì ở riêng từ lâu rồi. Có một cái là có một cái tin buồn về gia đình con hơn. Tại vì là hồi tháng 9 này là ba em đột quỵ vừa mất. Nhà có 3 người nhưng mà ba em vừa mất thì còn có mỗi em với em trai em thôi. Okay. Lúc mà ba em buổi sáng là vẫn còn nói cười vui vẻ lắm. Rồi leo lên nóc nhà mà thấy nhà nó có rác á, leo lên nóc nhà để rác nữa. Giờ chiều 1h30 là mới bắt đầu là đột quỵ, 15 phút là đã mất. Okay. Cấp cứu kìa. Rồi bây giờ là hai chị em ở, ai là ở nhà chính với mẹ, tức là em trai đúng không? Dạ không, con, tại vì con nghỉ học nên là con đi về dưới. Rồi vậy nữa con lên đây rồi sao? Về đây thì có mỗi mình mẹ con ở dưới. Nghiệp con đưa mẹ con lên ở chung với con không? Dạ, con cũng đang tính chuyện đó nhưng mà em sợ là em con này nó sẽ giành với con gì đó. Vậy khỏe rồi. Nếu ta lập nghiệp ở đây tốt, ở đâu mà lập nghiệp tốt là chúng ta cứ ở thôi. Em tiến tới nắm tay cô gái đã. Nói hết những cái suy nghĩ của mình về cô gái đối diện. Thật thì hôm nay anh cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào đó, chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tiến tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy, chắc là em cảm thấy vui. Ok, anh mong mà hai đứa lấy nhau. Anh thích để anh trai em gái? Anh thích con trai trước, con gái trước. Nhưng mà con trai gái thì anh cũng đều thương nhau hết. Em cũng thích con nào cũng là con, Mà con gái trước thì được hơn. Con hát đi con. Con sẽ hát một đoạn nhá. Em tặng anh nha. Ừ, ok, tặng anh đi. Có xíu thằng em, không thuộc hết luôn á. Cũng được nữa. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi việc tâm sự, nhớ ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư. Bao năm thầm kín, chót thương ta ao tím. Những đêm sương lạnh, nghe trái sầu gớt vào tim. Tập mãi mới được một bài. Sau 3 tiếng đến, nếu mình quyết định đây là một người có thể mình tiến xa hơn, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi đó, đẹp đôi. Bây giờ thôi coi như là mẹ của cô bé đang theo dõi chương trình. Dạ. Em hãy nhìn bác, em nói thưa bác gì đó. Con xin chào bác à. Con xin gửi lời chào đến bác để con xin bác phép bác để làm quen em Duyên, và mong muốn sẽ che chở cho em đến sau này. Con chương trình này con cũng muốn nhắn đến mẹ và ba. Lúc mà ba còn chưa mất thì ba cũng muốn con nhìn thấy con là được một tấm chồng như ý, nhưng mà ba chưa nhìn thấy được, nhưng mà ba bỏ con với mẹ với em đi rồi, nên là bây giờ là con cố gắng để cho ba nhìn thấy điều đó từ anh. Mẹ ơi, mẹ khỏe nha mẹ, cố lên nha mẹ. Nói gì với ba của Vị đi. Dạ con chào bác. Con cũng không biết nói gì hơn, con chỉ chúc bác là sức khỏe dồi dào. Được rồi đó, thôi ráng chăm sóc mối tình này để cho nó đủ lớn đủ thăng hoa, rồi có gì thông báo chương trình tin vui nha. Dạ. Các bạn sẽ nhận được. Như vậy ta đã thấy một cặp đôi là quý hẹn hò với nhau rồi. Hôm nay là ngày đầu xuân may mắn đó. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạt bác mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm, em không chịu. Trời ơi trời. Tôi cũng khổ lắm nha. Cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống múi nha, em thích bạn nam có bụng mỡ một chút ạ. Thích một múi? Là có nhưng mà ít ạ. Ít hả? Thôi ít xài tạm cũng được em ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi bỏ béo anh để anh có bụng mỡ anh. Đó. Bạn nam bụng mỡ cái xong lâu lâu em banh áo ra em chui vô cái bụng mỡ đó, cảm thấy nó ấm ấm làm sao á. Trời ơi đã ha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn tham gia chương trình và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Quý, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh mắt kính tại cửa hàng ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Rồi, bây giờ tới nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang có mặt ở truyền hình cũng như quý khán giả đang xem đài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Đào Thị Cẩm Giang, 28 tuổi, hiện đang là nha sĩ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi làm nha sĩ đó nha. Hai bạn này hợp nhau nha. Bên kia là bác sĩ về răng. Về răng. Dạ đúng rồi. Vậy mai đi khám răng mắt Lan ơi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta nói về điểm yếu và điểm mạnh của nhau đi. Nhà gái nói trước đi em. Dạ em thường có ưu điểm là em vui vẻ rất là những lúc mà em thường hay làm trà mèo cho mọi người á. Thỉnh thoảng giống như là mọi người mà có gì buồn hay là bị áp lực công việc hay là stress như thế nào á, thì em có thể là em quay một clip nhỏ, cái xong em bật nhạc lên, cái em kiếm cây chổi hay cây lau nhà gì đó, cái xong em đứng đàn, cái xong em nhảy, cái em gửi clip cho mọi người. Tức là mình tự làm luôn. Dạ đúng rồi, là em tự làm luôn. Còn nhược điểm của em đó là em rất là dễ giận, kiểu như tính em rất là nóng. Em cọc tính là em không làm được gì người ta hết, là em sẽ đi em lầm bầm, em la, em kiếm một chỗ vắng em la to thiệt là to vậy á, là em xấu ăn, khi mà em đói em rất là xấu tính. Là khi mà em ngủ á, em ngủ rất là say, mọi người có thể rinh em đi mà em không biết luôn á. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm đó. Dạ. Nói chung là những cái điểm yếu này nó cũng rất là vui, rất là dễ thương mà. Rồi nhà trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết quan tâm và chăm lo cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là người thân và con nít. Mình thích được hỗ trợ những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Em thích tham gia những cái chương trình tình nguyện hoặc những chương trình thiện nguyện. Để từ đó thì mình hiểu ra được những cái hoàn cảnh khó khăn, và từ đó thì mình sẽ cố gắng trong công việc để mình hỗ trợ cho mọi người được nhiều hơn. Và cái nhược điểm của em thì là em ít nói. Bên kia nói cũng hơi nhiều một chút được rồi. Dạ. Hai bên hợp lý nhau ha. Trừ cho nhau. Dạ. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình Duyên đi em trai. Dạ, em thì là em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là em quen cách đây được 6 năm. Em quen bạn đó được 4 năm. Cái thời gian đó là em đang sống, làm việc và học ở bên Đài Loan 5 năm. Thì sau một thời gian đó thì em quyết định là em về Việt Nam. Còn bạn đó thì bạn định cư ở bên đó, thế nên là bạn không đi đến được với nhau. Mối tình thứ hai là em mới về Vĩnh Cửu, Đồng Nai em làm. Thì em có quen một người bạn. Em tìm hiểu người bạn đó, nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu khoảng 3-4 tháng thì em thấy không hợp, thế nên là em dừng lại. 3-4 tháng thôi. Dạ. Đó là tình ở bên đây đó, còn bên kia làm sao? Bên đây làm sao cưng? Hồi trước xưa thì em có quen một mối tình, nhưng mà do là tụi em yêu xa nhau, sau vì khoảng cách địa lý cho nên tụi em dừng lại. Tại vì anh ấy cái ý định lập nghiệp ở bên nước ngoài. À, vậy là không cùng quan điểm rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ có một mối đó. Dạ đúng rồi. Rồi bên đây có một mối hả ông ơi? Đó là nhược điểm của em, cũng là giống như em bị lụy tình đó. Tức là em sống trong một mối quan hệ là em sống trọn vẹn cho cái mối quan hệ đó, cho cái chuyện tình cảm đó hả? Thật ra bên đây 2 mối cũng như 1 mối, mối kia có mấy tháng tìm hiểu mà. Bây giờ bỏ qua những chuyện cũ đi. Bây giờ chúng ta hãy hướng về tương lai. Bây giờ trong tương lai em muốn có một người yêu như thế nào? Dạ, do là em thích nấu ăn, cho nên là với lại là những dịp lễ Tết thì em ít khi đi chơi lắm ạ. Em thích ở nhà, cho nên là em mong là bạn đó có thể cùng giống như là chia sẻ cho em những cái khoảnh khắc. Giống như là ở nhà thì có thể hai người có thể cùng nhau nấu ăn, hoặc là bật lên một bài nhạc chill cùng một ly rượu. Uống rượu được hả? Dạ không ạ, em thích ý là chill chill thôi, cầm chill chill chụp hình đó đúng không? Dạ đúng, chill chill chụp hình. Rồi bây giờ có cái điều gì mà mình không thích ở bạn trai nè? Em không thích bạn trai là bạn em đừng có hút thuốc ạ. Tại vì em không có chịu được mùi thuốc, với lại vấn đề là em ưu tiên cho sức khỏe nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi hả? Không, thứ nhất là đòi hỏi nhiều hơn đi em. Dạ nhiều chứ, từ từ chứ. Là bạn em đó ở đằng ngoài bạn đó đừng có kiểu giống như hoạt bát vui vẻ với mọi người, mà phải lạnh lùng. Tại vì hoạt bát mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm, em không chịu. Trời ơi trời. Tôi cũng khổ lắm nha. Cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống múi nha, em thích bạn nam có bụng mỡ một chút ạ. Thích một múi. Một múi hả? Dạ đúng rồi. Ở đây có 2 người, chỉ có 1 người 1 múi thôi. Một người bên kia nhiều múi. Chào em. Dạ em chào chị. Điều đầu tiên chị sẽ hỏi em là em bao nhiêu múi? 4 múi ạ. Đang ngồi tính rồi. Dạ. 4 múi vậy chắc bụng đâu có mỡ đâu ha? Dạ có nhưng mà ít ạ. Ít hả? Thôi dạ. ít xài tạm cũng được em ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi vỏ béo anh để anh có bụng mỡ anh. Đó. Nhiều cô gái thích bụng mỡ, bụng màu bự ôm cho nó đã đúng không? Em lâu lâu em thích là cái kiểu là bạn nam bụng mỡ, cái xong lâu lâu em banh áo ra em chui vô cái bụng mỡ đó, cảm thấy nó ấm ấm làm sao á. Trời ơi đã ha. Hay quá. Mấy chàng trai mà bụng 1 múi thì chúng ta hãy vui đi. Vì cuộc đời đâu phải lúc nào người ta cũng thích 6 múi đâu. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, bây giờ là mình mong muốn mình có người bạn gái như thế nào? Dạ em mong muốn có một người bạn gái có cái lối sống đơn giản, cùng với em để tham gia những cái hoạt động từ thiện được nhiều hơn nữa. Bạn này là chị thấy bạn này cũng rất là đơn giản, cũng không có thích chơi bời gì nhiều ngoài, cũng không bạn bè gì nhiều đâu. Dạ cái này thì anh yên tâm thôi, tại vì em cũng có tham gia một cái nhóm từ thiện của chùa á, cho nên em cũng thỉnh thoảng có hay đi từ thiện ạ. Nên là anh yên tâm là em sẽ đồng hành cùng anh à. Chào em gái. Chị chú Quyền Linh á. Chừng nào con có thể cho đàn trai bước tới? Dạ thì khi nào anh tỏ tình với em thì em cho anh bước tới. Ngon lành. Ngon lành, câu này hay nè. Thì anh tỏ tình anh cầu hôn thì mới cho anh bước tới được chứ. Vậy thì á, chúng ta sẽ cố gắng là cầu hôn càng sớm càng tốt, nếu như hợp lý ha. Dạ. Ok, vậy là được rồi. Bây giờ á, là mình hỏi coi nhà gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi cùng với lại bạn thân của con và bé em của con ạ. Con là Mai Trinh, bạn thân của Cẩm Giang. Đến đây thì con cũng hỗ trợ tinh thần cho bạn để tìm được một nửa của mình như ý. Con thấy nãy giờ tinh thần phấn chấn không? Dạ, thấy bạn Nam thì cũng vui vẻ, hoạt bát, công việc ổn định. Nói chung là có nhiều điểm tương đồng đối với Giang á, nên là Giang suy nghĩ và quyết định đúng. Hai bạn này hợp không? Con nghĩ là hợp. Nếu Giang cảm thấy ok thì cho cơ hội tiến tới để tìm hiểu. Rồi, được rồi. Bạn Nam đi với ai cưng? Là em đi một mình. À rồi, không sao, có chú Quyền Linh. Để tôi lo cho, tôi là mai là mối luôn cho. Bây giờ mở rào là tấn công liền nha. Mở rào. Một cô nha sĩ rất là dễ thương. Ủa, mình mở rào rồi mình nhìn qua, mình nhìn nhau chào đi. Dạ, chào anh ạ. Em có món quà nhỏ gửi tới anh. Hy vọng là trong công việc anh có áp lực đến cách mấy thì anh cũng nghĩ là anh còn chịu được, để huống chi mấy cái công việc đó. Ok, dạ, rồi, để anh cảm ơn. Đến với chương trình hôm nay thì mình có cái món quà là 2 cuốn sách. Cuốn sách thứ nhất là có nội dung Đàn ông sao hỏa và Đàn bà sao kim. Thì cuốn này thì mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Thì nhân tiện qua chương trình thì mình xin được tặng bạn, để bạn có lúc nào đó rảnh thì bạn có thể bạn đọc cuốn sách này. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Quảng Gánh Lo Đi Và Vui Sống, thì mình cũng đọc nhiều rồi thì. Dạ, cảm ơn anh ha. Năm mới cũng chúc anh nhiều sức khỏe, mừng tuổi cho anh ạ. Okay, năm mới mình cũng chúc mừng sức khỏe bạn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, là em cũng rất thích là đọc sách. Lúc nào mà bạn cần đọc sách thì cứ liên hệ với mình nha. Dạ rồi, cái tủ sách của mình thì bạn đọc chắc khoảng 2 năm. Em cũng có rất nhiều sách nên hy vọng là em với anh có thể trao đổi sách được với nhau. Vậy đỡ tốn tiền mua ha. Dạ rồi. Trời ơi. Rồi, hai bạn về chỗ đi. Em có nhiều tật xấu lắm, anh có nhắm chịu nổi được tật xấu của em không? Em xấu ăn, xấu đói, xấu cả khi ngủ nữa. Cái đấy không sao đâu. Nhưng mà những khi em mà nóng tính là em hay quạo lắm á anh, em hay nói nhiều, em hay la làng la xóm, anh có chịu nổi không? Cái đấy mình lắng nghe được á, không có sao. Em thích con trai bụng bự á, anh có nhớ anh bụng bự để mà cho em ôm được không? Bây giờ đứng lên khoe cái bụng để coi người ta có mê cái bụng của mình hay không. Dạ. Thử coi, nàng có thể qua, nàng đứng đằng sau, nàng vòng tay lên đằng trước. Nàng thử coi là cái bụng này nó có vừa ý nàng chưa, để người ta biết người ta tăng hay người ta giảm. Qua đây chú đổi cái bụng cho. Đi lên đây con. Ủa, đi lên đây cưng. Coi như là em đang siêu âm cho anh vậy nha. Mà cái này là em siêu âm mở nha. Cái này ngon không? Em cần anh phải tăng lên chút xíu nữa. Thôi vậy chưa bự. Chúc chú mẫu bụng cho coi. Con bé này lạ quá. Mình tiếp tục câu chuyện này nào. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em là em cần một người biết chia sẻ cho em. Tại vì đôi lúc là áp lực công việc á, cho nên là em chỉ muốn là nói ra hết được những cái áp lực trong lòng của em thôi. Thứ nhất, thứ hai là em muốn là trong chuyện tình cảm á, em hay nhõng nhẽo, kiểu giống như em là một người con, giống như đứa con nít á. Bình thường em rất là độc lập, nhưng mà khi mà em quen rồi á, em muốn nhõng nhẽo á. Cái em cần là cần có sự bao dung đối với em, tại vì và bản thân mỗi người phải hạ cái tôi. Cái đấy thì mình nghĩ mình sẽ làm được ha. Còn anh, quan điểm hôn nhân của anh như thế nào? Quan điểm hôn nhân của mình thì là mình muốn tìm một người bạn nữ có cái cuộc sống nó đơn giản, cái suy nghĩ cũng đơn giản. Bạn nữ đây nếu mà có khó khăn trong công việc ha, cuộc sống đấy, thì mình luôn luôn là người lắng nghe và chia sẻ giúp bạn ấy, để bạn ấy cảm thấy mà cuộc sống nó nhiều cái điều mà đáng trân trọng hơn. Dạ, em là thỉnh thoảng là kiểu như là vui vẻ thì em nói rất nhiều, nhưng mà khi em buồn lên là em hay quạo, em ít nói lắm. Nhưng mà em đi cắn người, cho nên là anh có chịu nổi được cái tật cắn người của em không ạ? Cái đấy mình chịu được đó. Cái gì được không? Dạ, em cắn là em cắn đau lắm á, anh có nhớ chị nổi không á? Sẵn cái da heo để ở nhà á, mỗi lần giận lên thì đưa ra. Cũng mệt rồi đó. Nghe thấy đau. Ngại giận mấy lần chắc tan nát đời trai quá. Thôi bây giờ đâu, thử em kiểm tra mắt bạn nữ coi. Thể hiện tài năng. Đúng rồi. Hiện tại bạn có thể bạn che một bên mắt được không? Bạn che mắt bên trái trước. Dạ rồi, em tin đấy. Bạn có nhìn những dòng chữ này được không? Dạ có. Rồi, bạn nhìn được chữ này không? Dạ có. Rồi, bạn che mắt bên phải, đổi lại. Dạ. Rồi, bạn nhìn được những dòng chữ này không? Dạ không. Dòng chữ này bạn nhìn được không? Dạ có. Khi mà dòng chữ bên này thì bạn nhìn được không? Ủa gì vậy? Gì vậy mọi người? Ủa gì vậy? Kiểm tra mắt Lan. Bác sĩ mắt, kiểm tra mắt Lan thử coi. Ủa cái gì mà vỗ tay dữ vậy mà? Ủa tôi bỏ sót điều gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Thấy mắt tới gần nó mới thấy mắt Lan là thuộc con mắt gì vậy, bác sĩ? Mắt bị cận ạ. Cận quá đúng không? Dạ cận mấy quá. Mấy độ đâu kiểm tra. Bây giờ là bác sĩ đứng lên kiểm tra mắt Lan thử coi. Dạ. Chữa thế nào? Dạ thì đeo mắt kính chứ gì đâu mà chữa. Kiểm tra thử coi. Hãy đeo mắt kính. Hả? Hãy đeo mắt kính á. Gì không? Dạ. Bây giờ nè. Dạ. Tới nắm tay nha sĩ ha. Chia sẻ những cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với nha sĩ. Ủa anh không nắm tay em hả? Đây, đây đây. Hai tay đi. Thịt tay luôn hả? Tay em lạnh lắm á. Ừ, ok. Cho anh 5 giây anh cảm nhận á. Hơi run. Hôm nay gặp anh thì em thấy như thế nào? Bề ngoài anh lạnh lùng rất thích, nhưng mà quan trọng vẫn là cái sự bao dung chia sẻ của cả hai và sự đồng hành trên con đường. Cái đó thì anh nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ cố gắng mình hiểu nhau hơn trong cuộc sống ha. Anh có ngại đi xa không? Không. Tại từ Vĩnh Cửu mà lên Sài Gòn là đi xa lắm á. Trước anh còn đi Thiên Nguyện tới Quảng Nam được lắm. Mình cũng thích đi như vậy, thế nên là mình không có ngại đường xa hết trơn ạ. Nhưng mà anh đi bằng xe máy hả? Ừ, có, mình đi bằng xe máy cũng có. Vậy anh đi xe máy anh có cần người ngồi sau ngồi ôm không? Có chứ, trong vậy cho nó chắc chắn. Ủa, em nói gì? Hả? Bữa sau nuôi cái bụng bự bự đi, em sẽ ngồi sau ôm á. Cái này là có cái thun thôi chứ không là bự hơn á. Có cái thun cuốn ngang gì đó. Rồi, tới công chuyện luôn. Ủa, em đang nghĩ gì? Em đang nghĩ cái câu để em nói hả? Dạ. Cái câu gì mới viết trong giấy cũng được đó. Anh quay đằng sau kìa. Bác sĩ có thấy chữ này không? Nhưng mà anh thích em. Anh nói gì em nghe không có rõ. Anh có thể nói to không? Không. Anh thích em. Anh thích em. Em đi rồi. Rồi, được rồi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bằng 9 nút bấm. Khi chúng ta bấm nó là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Có trách nhiệm với quyết định của mình nha các bạn. Không phải mình bấm để rồi chơi vui. Chúng ta nãy giờ có thể giỡn với nhau, đùa với nhau chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, chúc mừng em. Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ khám tai đi. Chưa có cái gì. Đan tai nha. Đó, đúng rồi đó. Năm mới, tất cả mọi điều mới nè. Sẽ có tình yêu mới. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ chăm sóc tình yêu này cho đâm hoa, nở nhụy nha. Dạ. Rồi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một lần nữa chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi. Một ngày đầu năm với một cái sự mở hàng rất là suôn sẻ, thì hy vọng rằng nguyên một năm ông Mai bà Mối sẽ suôn. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất quý vị nhé.